Dưới đây là 8 thương hiệu thời trang bền vững hàng đầu châu Á được yêu thích hiện nay. 1. Lanteng Tre và người và La La Giang thành lập Lanteng tại Hồng Kông vào năm 2014, bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Tình yêu chiếc hộp, hội họa kỹ thuật số và nhiếp ảnh của họ đã tạo ra một nhãn hiệu thời trang nữ đương đại với những đường cắt tinh tế, hình in thú vị và hiện đại đơn giản. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Bộ sưu tập của họ gợi nhớ đến bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên của Ralph Simon cho Dior, mang vẻ lập dị đáng yêu của Marc Jacobs. Các bản in độc đáo và bản màu tinh tế tạo nên bộ trang phục tinh tế nhưng thú vị mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng đánh giá cao. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Và thực tế là họ chỉ sử dụng các loại vải sang trọng bền vững cho bộ sưu tập hoa anh đào. 2. ACF Clothing, cách tiếp cận thời trang bền vững của ACF Clothing rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Thương hiệu này vay mượn từ triết lý của nền kinh tế tuần hoàn. Và thay vì tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề, thương hiệu sử dụng hàng tồn kho từ các nhà sản xuất và đưa vào trang phục đường phố cho thế hệ y bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Và bạn sẽ vui mừng khi biết rằng các sản phẩm của họ là thuần chay 100%. Đây là các loại vải không hữu cơ và không phân hủy sinh học, dễ dàng như áo phông cốt tông 100%. Tuy nhiên, nó có tuổi thọ cao hơn cho quần áo thông thường, miễn là bạn bảo quản đúng cách. Ngoài ra, bạn có thể chọn hàng may mặc chất lượng tuyệt vời mà sang trọng và vượt thời gian dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Dòng độc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel 3 Studio Membrane Hiroaki Tanaka, nhà thiết kế Studio Membrane sử dụng các loại vải có thể phân hủy sinh học như len, được dệt trong một quy trình kỹ thuật Nhật Bản Komiko, nghệ thuật nối gỗ mà không cần sử dụng đinh. Tanaka bệnh các sản phẩm may mặc lại với nhau thay vì may, tạo thành một vật trang trí dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. 4. Yolage xuất phát từ Ấn Độ. Yolage là thương hiệu không lãng phí vật liệu bằng cách đưa vải vụn vào các sản phẩm khác như phụ kiện, túi xách và thậm chí cả tác sản phẩm. Họ đã làm mọi thứ từ áo sơ mi cổ điển đến giam siêu hiện đại với mức giá hợp lý. Điều đáng nói là họ làm điều này trong khi sản xuất hàng may mặc chất lượng cao. Ngay cả bao bì của họ cũng rất bền vững. Họ sử dụng nhựa có thể phân hủy bao bì, vì vậy thay vì ném vào thùng rác hoặc thùng tái chế, bạn có thể sử dụng bao bì làm phân bón cho cây trồng trong nhà. 5. Sợ tay the ri, có bao nhiêu người trong chúng ta mua một bộ trang phục tới một sự kiện và rồi lại cho vào tủ quần áo, không bao giờ mặc nữa. Sợ tay the ri có một dịch vụ cho thuê trang phục thiết kế dựa trên thuê bao ở Đông Nam Á. Bạn có thể thuê chiếc váy trong mơ của mình, mặc nó đến một sự kiện và không gặp không rắc rối. 6. Master thuộc về một làn sóng mới của các doanh nghiệp xã hội thời trang. Họ chủ yếu là một doanh nghiệp thời trang có động lực xã hội và đi xa hơn để tìm nguồn nguyên liệu và sản xuất dòng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mục đích của họ là để làm cho sản xuất thủ công nông thôn bền vững và cách tiếp cận của các nhà thiết kế đối với quy trình của họ. Vì vậy, bằng cách mua sắm tại Master, bạn không chỉ hỗ trợ một thương hiệu thời trang bền vững mà còn giúp bạn tiếp xúc với các sản phẩm thủ công. Quần áo của họ không chỉ là quần áo mà còn là những câu chuyện khiến phụ nữ đương đại trân trọng. 7. Ece có nguồn gốc từ tiếng Latin thời Trung Cổ. Ece có nghĩa là sự tồn tại của Hồi giáo hay là một người khác, và là một nhãn hiệu thời trang nữ sinh thái với các thiết kế cổ điển và vượt thời gian. Thương hiệu này tập trung rất nhiều vào các loại vải bền vững như ten, tre và 100% cốt tông hữu cơ, thân thiện với môi trường hơn các loại vải thông thường áp dụng phương pháp xử lý hóa học.
bạn có thể mặc đồ của Ese để phù hợp với bất kỳ dịp nào mà không phải mua sắm thường xuyên dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. 8. Anita Yongde. Anita Yongde là một nhãn hiệu thời trang Ấn Độ giúp duy trì hàng thủ công truyền thống của Ấn Độ thông qua hoạt động kinh doanh. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Đây cũng có thể được coi là một doanh nghiệp xã hội vì thương hiệu trao quyền cho phụ nữ bằng cách thuê phụ nữ thiết kế sản phẩm. Mỗi mảnh vải được in bằng tay, thêu tay và dệt tay giúp quần áo trở nên độc đáo. Hàng may mặc của Anita Yongde mang lại vẻ sang trọng và các chi tiết phức tạp cho các dịp khác nhau. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel.